Mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục đi câu lươn nha mọi người. Nay tiếp tục đi kiếm cơm. Thì sau lưng mình đây nó có một con mương nè. Mới vừa chạy ra tới điểm câu mọi người. Thấy địa hình con mương hôm nay cũng được đấy. Rồi móc sẵn mồi nha. Mình đi đi vòng vòng rồi mình tìm có hang mình câu cho mọi người xem luôn. Thì chung mà địa hình con mương đây thì mấy đợt trước mình cũng có câu rồi. Nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi mọi người. Mình không có ghé ở đây. Này nó có con mương sao nè. Rồi đây bây giờ mình đi tìm hang nha. Rồi có mình câu mình quay cho mọi người xem luôn nha. Rồi dưới cái lỗ nước đây mình có tìm được một cái hang nè. Chỗ đây nước nó cũng còn ngập nên là nó nằm dưới cái lỗ luôn. Đường hang chỗ đây này, nó có một đường vô trong nhưng mà đường trong mà nó khô mất rồi. Cái đường bây giờ nó đi xuống nè. Rồi để mình xem mình câu luôn nha. Thôi ăn luôn mọi người, dứt luôn này. Ui được, ngon lành. Thấy chưa? Nó hang nằm dưới nước đâu, lúc mà mình nhìn kỹ thì mình thấy, còn nhìn không kỹ là không có thấy được cái hang của nó mọi người. Dứt luôn, ngon lành. Rồi, vào luôn nha, mở hang phát đầu tiên, dứt phát một luôn mọi người ơi. Là phát đầu tiên nhanh gọn luôn. Là cái lúc mình vạch đó nó hơi động động cái nó lên luôn này, thả bồi vào là nó chơi liền thôi. Rồi con này cũng vừa thôi mọi người, không to gì lắm, cỡ hai lạng, chưa tới hai lạng đâu, cỡ hai lạng gì đó. Rồi mình tiếp tục nghe mọi người nha. Mình dọc bờ để tí nữa mình chạy ra sông một kia thứ. Rồi dưới đây có hang này, chỗ đây nó chặt lắm nha mọi người nha. Đây mình để luôn cái máy này. Đây, nè cho màu vô đồng tính liền đó chưa, nó chặt sáng ở chỗ đây hay sao. Mình bạch ra nè nè, ui to nè mọi người, đỏ nó ra cái đầu đó chưa, nó ra ngoài đây nè, đây nó uống cái đầu ra đây luôn nè, đó to mọi người. Đây nè, ơi vừa để con vạch ra, mình vạch ra sáng đó cái nó động nó lây, vừa để con màu vô là nó chơi luôn. Đã chưa, rồi đi đây mình chuẩn bị cái thế cho nó, cái tay nó xuống này chứ chỗ đây nó chặt lắm. Ui đã nghe như ra tí nữa mọi người. Ui đã, mấy con này, mấy con này hàng hàng cả như vậy là cao sướng nè. Ui trời, nó hàng đúng không, gặp mấy con này là phế. Thôi mình cho nó ăn nha. Ui thôi cho nó ăn, nhớ biết tội nó. Chỗ đây chặt lắm. Ui riết được ghê vậy nào. Riết được. Ui chỗ đây chặt lắm mọi người. Tí mình quay cái độ, cái mức độ chặt của nó cho mọi người xem. Từ nghe. Đây này chừng nhiều sức nha. Ồ, mát giờ không sức đâu. Mày chỉ cũng ngát luôn mày. Ôi, đã chưa? Nè, đã chưa? Trời ơi, lại cái táp mà tao nghe nó phê nghe mọi người. Lương mà nó mấy con nó lì lì như vậy là nó táp mà tao. Cảm thấy nó sưng sướng ra người rồi. Rồi, để mình cho nó lên nha. Đây, mọi người thấy nó chặt chưa? Đây. Mọi người thấy nó chặt chưa? Mình chỉ luồn được hai cánh tay vào thôi mọi người. Ở đằng ngoài nó phóng ở ngoài hen. Dẹp phóng lắm ạ. Phóng ở đây là quá chụp luôn.
Đó, y phám thiệt luôn mà. Còn mát cái dây cao nè. Rồi, nó chung dưới cho nó an toàn. Rồi, con này ăn sao? Ăn sao ghê. Mát cái dây cao luôn nè, cứ ngát. Mát kiểu này thì khó mà xảy. Chung mà con này nó sung nè, đói á. Nên là anh táp. Anh lên lò hết cả nửa người luôn mọi người. Nửa người lên là anh táp luôn. Rồi, cái mức độ mà nó chặt cái chỗ đây kinh luôn mà. Rồi, để mình tiếp tục mình tìm nha mọi người nha. Hôm nay tìm nó hơi vất vả, hơi khó khăn đây. Tìm nãy giờ nó cũng ít hàng quá. Rồi, để mình tiếp tục mình tìm ha. Rồi, dưới đây có một hang này. Này vỏ ốc quá trời đi mọi người thấy chưa? Này nó có một cái đường thông ngay chỗ kia này. Nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ. Hang này cũng nhỏ thôi. Hang này cũng nhỏ chứ không có to. À, cũng nhỏ mà có con lường như đây này. Rồi để mình câu luôn nha, nén bây giờ nó rọi ta. À, nhỏ hơn lường cũng nhỏ mà sao không ăn gì mà vỏ ốc nó xả tùm lum vậy nha. Có đồng tính này mình xe cho bên này, cái bên kia nó hụt quá chứ. Lành ở đây, đường nước bên kia nó lành. Nè, lành này. Đó, đã chưa? Nhỏ nhỏ nó tát nghe cũng kinh chứ. Ui thả rồi. Thả rồi. Được, con này cũng được chứ không nhỏ. Thì nó ngóc cái đầu ra nè. Hôm nay gặp hai con đã nghe. Gặp mấy lường dặn dặn vậy thấy đã rồi. Ui thả. Nó dính gốc. Chỗ này nó dính góc nhiều quá. Úi trời. Rồi mình chưa kịp chuẩn bị luôn. Chưa kịp chuẩn bị luôn. Mình lấy cái tài nhớ thôi lành không. Lành luôn. Lấy cái tài nhớ cũng lành luôn. Ui, dùng nước ta. Rồi đây anh móc màu khác nha. Nó ăn cũng khôn. Ăn cũng khôn ghê chứ. Rồi đây anh móc màu khác. Cái lưỡi nó hơi lớn mọi người. Lưỡi nó lớn mà con này nó. Con này nó hay thì được. Ui, nó ùn lên đá không? Hụt không biết. Táp uống táp không không nuốt được cái lử mà. Trở thế thôi. Ui, trở thế cũng không được luôn. Nó để cái lử không cho nó ăn không. Trở thế cũng không được, không chơi với nó được luôn mọi người. Lạ nghe. Cho nó ăn kiểu đó cái nò luôn rồi chứ. Rồi tiếp tục là một con mồi nữa. Hèn cái đó là no luôn này. Để nó nuốt hầu nó không chịu nuốt nữa chứ.
Ôi dính rồi. Ôi bây giờ anh tở qua bên này kìa. Tở qua bên này rồi, mới nãy ở bên kia. Đường hàng đi cũng nhiều quá chứ. Đó. Ui được. Ui ngon mọi người, to chứ đâu phải nhỏ đâu. Nè, to chứ đâu phải nhỏ. Rồi thấy cái đầu nó ló ló ra con xíu xíu mà thấy con này cũng to chứ. Nè vâng. Giờ nhen. To. Được. Ui, con này nó không có được dài lắm mọi người. Không được dài lắm nhưng mà được. Lạng đấy. Nó ăn kiểu này thôi chứ. Ăn kiểu này thì lấy gì chạy mà nãy. Mà nãy nó ăn thảm quá mà. Ăn thảm quá coi. Rồi để mình bỏ vào, mình bỏ bịch vào, bỏ bịch sau. Rồi để mình dòng tiếp tục nha. Con này câu hơi lâu một tí mọi người. Mất hết 5 phút luôn ấy. Rồi mới tìm đường hang này. Cái hang này nó nằm sát bên cái kè đá luôn. Cái cục đá chỗ đây nè. Thấy cái đường hang cũng được, to đấy. Rồi bây giờ gần tối rồi. Ôi, ui nó ở bên ngoài. Ui, thả cho liền. Thả cho liền, thả cho liền. Thả làm liền á chứ. Thả làm liền nè. Được. Ui, lương hôm nay trồng trọng trọng cỡ này thôi. Lương hôm nay trồng trọng cỡ này thì chứ không có. Lương không to. Mà trồng trọng trọng đẹp nha. Đã làm liền. Rồi vào luôn. Vào luôn, vào luôn. Lương cỡ này thì ngon đâu mọi người. Lương đồng mà. Lương đồng cỡ này thì ngon. Trọng trọng thôi. Nằm dưới khe đá này. Trời nguyên cục đá ở chỗ đây nè. Rồi để mình dọc tiếp tục mình tìm nha. Trời bây giờ nó cũng gần tối rồi mọi người à. Rồi dưới đây mình mới tìm được một hang này. Trời bây giờ nó cũng muốn mưa mọi người. Chiều bắt đầu qua chiều nó chuyển mưa liền thôi. Để cái máy ngày mình câu luôn nha. Đây, nó có đường hang nằm chỗ đây nè. Mới vừa nén đây bây giờ chuyển mưa liền. Rồi ăn luôn, dứt nè. Ui, con này có vẻ rồi. Con này có vẻ. Ui, to. Ui, to. Ê, mình thấy nó có vẻ thiệt mà. Đã chưa? Ui, con này nó vàng chạch luôn mọi người. Ui, nó vàng kinh đấy chưa. Trời ơi, đẹp. Con này đẹp. Ui, hôm nay trúng mánh mọi người. Hôm nay trúng mánh rồi. Ôi trời, mưa luôn nè mọi người ơi. Trời mưa luôn rồi. Để mình bỏ vào con này vào nha. Chứ đi. Để bỏ vào cái thùng. Dễ xảy lắm đấy. Bỏ bọc vào luôn cho nó an toàn. Trời mưa mất rồi. Chắc có lẽ đi về quá. Ngon lành. Ui nuốt cỡ vậy thôi chứ. Nuốt cỡ vậy thôi xảy gì nổi. Ui. Đúng rồi, trời mưa bây giờ nó. Thôi để mình bỏ vào cái thùng rồi mình đổ ra cho mọi người xem. Chứ có lẽ cũng đi về luôn thôi chứ bây giờ trời mưa quá mà. Trời mưa rồi. Tới chiều là trời nó mưa mọi người. Tới chiều là trời mưa thôi. Thấy chưa. Mưa cái quay nó không có được rõ ràng lắm rồi. Rồi để đổ ra cho mọi người xem. Hôm nay trúng mánh đấy. Đó. Còn mấy nữa. Thấy rồi. Hôm nay là trúng mánh, lương hôm nay ngon mọi người. 1, 2, 5 con. Để mình xem tới 4, 5 con. Hôm nay trúng được 5 con mọi người. Có con cuối cùng này to nè. Con cuối cùng này to. Con đầu tiên to. Con cuối cùng cũng to nữa. Rồi hôm nay cũng ngon nha. Này vạch ra cái hang nè. Đầu tiên là vạch cái hang đằng này. Nó không có đường đi. Mình vạch ra ngoài là nó mới có đường đi nè. Ngon lành chưa. Chắc cũng được cỡ 5 con này chắc cũng được 1 ký á mọi người. Cỡ 1 ký á. Lớn nhỏ bù qua cỡ con hay lạng. Bù qua cắn lại lớn hơn 1 tí được chắc cũng được 1 ký đó.
Rồi thì chắc có lẽ đến đây thì mình cũng dừng video thôi nha mọi người nha. Trời bây giờ nó cũng mưa rồi, mưa râm râm, với lại trời bây giờ nó cũng tối, cũng 4 giờ mấy rồi, 4 giờ mấy chiều rồi. Thôi đến đây thì mình cũng kết thúc video. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh em và mọi người đã xem và ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở các video câu lương lần sau. Bye bye mọi người.